Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp và công an huyện Vũ Quang đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy hộ gia đình, đồng thời tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao cảnh giác, kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Với tình huống giả định, đám cháy phát sinh vào lúc 13 giờ tại một kiosk tạp hóa ở chợ Bồng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Do kiosk có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng. Khi phát hiện đám cháy, người dân đã nhanh chóng hô hoán, gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh theo số điện thoại đường dây nóng 114, thông báo cho công an huyện Vũ Quang và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Đức Bồng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy dân phòng và người dân đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng chia thành hai nhóm tiếp cận đám cháy, phá khóa cứu người mắc kẹt, di chuyển các tài sản, hàng hóa ra phía ngoài. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau 15 phút triển khai, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thì hôm nay có đối tượng em ơi. Được công an tỉnh, là công an huyện, cán bộ huyện, tất cả các bà cán công an phòng cháy chữa cháy hai huyện lân cận về đây tổ chức cái tập huấn phòng cháy chữa cháy, tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa và để nâng cao cái ý thức cho bà con tiểu thương nói chung và cái tiểu thương của chợ Bồng nói riêng. Ở một tình huống giả định khác, vào hồi 19 giờ 30 phút đã xảy ra cháy tại khu vực bếp của gia đình anh Cù Huy Đức, số nhà 16, tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang. Do đám cháy xảy ra vào buổi tối, nhà ở kết hợp với kinh doanh các hàng dễ bắt lửa, nên khi phát hiện ra đám cháy, thì lượng khói, khí độc đã bắt đầu lan ra toàn bộ ngôi nhà. Gia đình đã tìm cách thoát nạn và bấm chuông báo cháy. Nhận được tin báo, 39 thành viên trong Tổ Liên gia An toàn Phòng cháy chữa cháy số 1 đã nhanh chóng có mặt cùng các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình, phân công nhiệm vụ theo từng tổ, lập tức đánh kèn báo động, thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an, chính quyền địa phương. Các lực lượng có mặt kịp thời tiếp cận ngôi nhà, sử dụng các bình chữa cháy dập lửa, không để đám cháy lây lan. Chỉ sau một thời gian ngắn với sự nỗ lực của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy nhanh chóng được lực lượng tại chỗ dập tắt hoàn toàn. Qua việc huấn luyện phòng cháy chữa cháy vừa rồi thì cửa hàng chúng tôi cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng cháy chữa cháy và là cũng như là công việc là thoát nạn, cứu hộ cứu nạn, liên kết được giữa các cái hộ liên gia trong tổ phòng cháy chữa cháy là được tốt hơn. Cùng với tổ chức diễn tập, công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban quản lý các chợ, hộ kinh doanh tổ chức nhiều lớp tập huấn về cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, đồng thời hướng dẫn về quy trình, thao tác sử dụng, cách bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số kỹ năng, phương pháp thoát nạn khi có tai nạn, sự cố xảy ra. Nay ban quản lý chúng tôi đã đầu tư và sửa chữa những hạng mục cơ bản về máy móc, phương tiện phòng cháy chữa cháy một cách đầy đủ. Và chúng tôi hàng năm có kết hợp với công an huyện Vũ Quang đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy cho tất cả các tiểu thương ở trong chợ. Cùng với việc tuyên truyền giáo dục về phòng cháy chữa cháy thì các địa phương còn tích cực triển khai thực hiện mô hình nhà tôi có bình chữa cháy. Thôn Hợp Lý, xã Hương Minh là thôn thứ tư của huyện Vũ Quang có 100% hộ gia đình mua bình chữa cháy theo quy định. Gia đình chúng tôi có mua một bộ phòng cháy chữa cháy của cán bộ huyện vừa rồi xuống có tập huấn ở thôn Hợp Lý đây. Đôi khi là mình phải có trong nhà để mà phòng cháy khi cấp bách. Thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tuyên truyền được là thôn Hợp Lý là có 99 hộ trang bị phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đã ra mắt được là 10 huyện về tham gia và chúng tôi sẽ cố gắng trong năm 2023 này thì chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ 100% các khu dân trên địa bàn để trang bị được bình phòng cháy chữa cháy. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, triển khai rà soát,
kiểm tra an toàn đối với nhà ở, cơ sở kinh doanh, sản xuất, trường học, cơ quan, xây dựng phương án chữa cháy đạt 107%, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 5/5 tổ liên gia, triển khai công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 283/283 cơ sở trên địa bàn, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 10.000 lượt hộ gia đình đạt 114,7%, vận động được 54% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Thì con huyện Vũ Quang xác định tập trung vào chủ nội dung sau. Thứ nhất là tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các khu dân cư, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh và các hộ dân nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó thì tập trung tuyên truyền vận động và phấn đấu mỗi gia đình như vậy là được trang bị một bình phòng cháy. Với việc triển khai đồng bộ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở huyện Vũ Quang, nhất là các trung tâm thương mại, chợ, hộ sản xuất, kinh doanh, nhà ở gia đình, hy vọng trên địa bàn huyện Vũ Quang sẽ hạn chế thấp nhất các vụ cháy xảy ra, làm thiệt hại đến người và tài sản.